xuống cái cửa. Thank you.
tận nè. Và các vị khách quý thân mến, đến với nhà khoa 6 sao Z The Kids, chúng tôi đã chuẩn bị rất là nhiều những trò chơi thú vị và những quà tặng vô cùng hấp dẫn và những phần bao lì xì vô cùng may mắn. Và xin mời quý vị hãy cùng đến và chinh phục và có cơ hội nhận về những món quà khổng lồ trong ngày hôm nay. Kèm theo đó, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều chiếc bánh xinh xắn và đồ uống thơm ngon. Xin chào quý vị, tôi hài lòng. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Em nha.
Với buổi khai xuân tại không gian nha khoa sang trọng 6 sao Z-Dentist và sự hiện diện của các vị là niềm vinh hạnh với Z-Dentist. Và chúng tôi đã chuẩn bị và dành đến cho quý vị rất nhiều điều bất ngờ thông qua những trò chơi và những chương trình sẽ được diễn ra ngày hôm nay. Và đặc biệt sẽ là phần quà siêu to khổng lồ dành cho một vị khách quý may mắn nhất. Và hy vọng của quý vị là điều vinh hạnh đối với
đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh đi thơ. Làm gió về vun trong em và làm gió nói cùng em nhớ thương. Mọi em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên và em đã biết thương nhớ biết sợ thương. Mùa xuân đã đến bên em trao đồ hôn và mùa xuân đã trao cho em may mắn lại. Hạt mưa long lanh rơi mùa xuân, và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh đi thơ. Đàn dọc khẽ vươn tâm em và làm giọng nói cùng em nhớ thương. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBeat. Chúc các bạn những ngày tốt lành.